Cà phê sữa đá tiếp tục chơi tới luôn. Giờ đi vào đi ra rồi lại đi vào. Toilet lúc nào cũng có cà phê uống. Mua cà phê đó, trời ơi mấy cái mannequin thấy ghê quá. Vô Target là phải mua cà phê Starbucks, cà phê Starbucks. All right. Target này nó lớn quá. Target này lạ quá. Target này lớn, rộng rãi. Nó lạnh không chết. Sao cái này nó bẻ khó gì. Đó, rồi. Để qua bên này mới đúng chứ. Cầm vậy. Kia đâu hết trơn rồi. Đi chung với đoàn mình, đoàn đâu rồi ta? Bây giờ 53 84%. Ok. Ok. Đi vòng vòng cái rồi ra cửa đợi. Giữa đoàn, giữa lạc đoàn rồi. Nhưng mà trong này cũng không có lớn gì mấy. Có gì ra cửa. Có số điện thoại mà. Cái Target này nó lớn ghê không. Đó, lần đầu đi cái Target này lớn mà sắp xếp đẹp. Đẹp hơn mấy Target kia, rộng hơn. Có bàn nữa nè, có bàn ngồi nữa nè. Đó. Đó.
Quảng cáo tivi, máy móc. Khu này khu máy móc. Khu này là khu sách vở. Sách, truyện tranh, rồi truyện băng đĩa rồi. Đó, khu này là bán bình lọ, chai nước. Khu này là tập tạ, tập thể dục. Tập thể dục, tập tạ. Massage lưng nè. Đó, cây massage lưng nè. Này cái thảm để nằm lên tập tạ, tập thể dục, xe đạp. Này là tập tennis, tennis đánh bóng, bóng chày tennis rồi. Nó cây đánh bóng chày, đá banh nè, chơi banh đá. Này đồ chơi, bàn ghế của con nít, bàn ghế của con nít, uống cà phê, uống đá chứ nói không ra hơi. Này nón để chạy đạp xe đạp, nón đi xe đạp. Đó. Này ba lô. Để đồ đây ngứa quá. Hai bàn tay cầm, tay cầm, tay cầm ly nước, tay cầm máy quay, hai bàn tay ngứa. Đó, bỏ đồ xuống rồi cầm lên lại. Mày cái gì bằng khè vậy? Cái này nó để cái bọc, cái chỗ đựng bằng khè. Cái này lớn rồi nên nó rộng hơn cái thau gạch bên ở ngoài kia. Khu này sẽ đồ bán đồ rẻ tiền, đồ học, dụng cụ học tập, viết bút sách gì đó nè, mà rẻ tiền, kiểu rẻ tiền 2 đồng 1 đồng 5 sen rồi. Này cái này tới 20 lần. Sáu đồng, 8 đồng. Khu này đồ chơi, chơi con nít. Đó, đồ đất sét được. Đó, đồ chơi. Nó rộng giống ai ăn. Đồ chơi mà bán khu đồ chơi mà nó quá trời đồ. Ai da xong nó lạnh cái tay. Cầm cái chai nước, cái bình nước. Cầm cái ly cà phê nó lạnh cái tay. Quá đi thôi. Lấy giấy cầm cho nó đỡ lạnh. Nó cũng còn lạnh. Không chịu kia gì. Ai trời lạnh nữa. Trong siêu thị nó lạnh nữa. Ngoài trời thì nóng, siêu thị thì đúng bởi mới lạnh. Đó, đây là khu đồ ăn cà phê này. Cà phê là mình thích nè, nhưng mà không biết pha. Starbucks nè, ở đây. Nó mua cái gói này về pha lên uống. Nhưng mà ở nhà pha không ngon, mua ở ngoài đường ngon hơn. Đó, chỗ khung này cà phê với trà. Đó, đã không? Đó, cái này là cacao. Hồi xưa hay uống cacao này. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Đồng 99, đô 99. Một hộp này. Hộp này là... mấy gói?
31 gram dùng để gói ta. Đó. Đó, cái bình này. Bình này 5 đồng, 5 đô 89 là gần 6 đô. Cũng không cho đi qua đây. Đó, cái này là đồ đồ nêm nếm à, cho nêm nếm thức ăn của Mỹ. Chai này chai gia vị của Mỹ này. Rồi, 19, 1 đồng 19, 1 đô 19 hết. 3 đô 69, 1 đô 19. Đồng 59, 3 đồng 89, 1 đồng 19, 2 đồng 19. Đồng 19, 2 đồng 79, 1 đồng 19. Đồng 59. Mà chấm 19 là nhiêu ta, chắc đồng 19 luôn. 2 đồng 99, 3 đồng 89. 2 đồng 89, 3 đồng 69. Úi giời. Cái này là sữa, sữa để làm bánh flan, làm bánh đồ. Mà cũng sữa, là sữa cacao cao. Mấy cái đồ này để làm bánh, gia vị làm bánh. Đường, sugar này không ta. Cái này bột, bột flour, cái này sugar là đường. Cái này để, chỗ này để không được, để cái bình không được, để cái chai, để cái ly không được. Đi nó dài quá, đi ra ngứa cái mắt quá, đi ra nè, kỳ vậy, đeo cái này thì nó gãi cái mắt thì nó tụt cái này, tụt cái lỗ tai, mắt nó ngứa, nó nhột, cái mắt nó nhột, nó ngứa xuống. Này nho khô nè, không có chịu nho khô luôn, bây giờ nó lạnh cái tay quá, cái tay quá lấy cái này. Cái giấy ướt nó không có đỡ lạnh hơn giấy ướt. Cầm giấy ướt mình cũng nó cũng vẫn lạnh, sao lạnh dữ vậy ta. Xong ai gọi thu này bán đồ Nhật Ý, bánh cà chua, sốt cà chua, ketchup, bánh mì. Này khu rượu bếp lên đó, khu này bán rượu. Cái to gạch này hơi lớn, người bán đồ lạnh đó, bán kem nè, đó kem còn không. Kem ống nè, đó là kem. Ok, cái này bán kem, bán đồ lạnh, ăn bánh, đồ đông lạnh. Đấy, bán nước, nước nước sữa, kem sữa nước dâu được đó, đồ lạnh. Máy giờ nó rung quá ta, chắc là nó chứa nhiều quá, nó chứa không nổi nữa. Nó đứng nó chứa không nổi. Lớn dã man. Chị nói cái khu này bán đồ đồ thơm, xà bông, bán đồ chó, bán đồ ăn chó, đồ ăn chó bỏ tủ lạnh nữa. Đồ ăn chó đó, xương xương người thương đẹp. Bán đồ ăn đồ đó. Ăn cho chó rồi đồ lên ấp làm sạch cái bao để
hút hút cái đó này, cắt cắt móng cho chó nè, cái đầy đủ lược nè, lược chảy dầu chó nè, cái này máy máy uống tóc chó hay gì vậy trời, không biết máy gì nói máy uống tóc chó. Dạ sao mình nó lạnh quá vậy trời đất. Bán đồ cho ăn cho chó gì vậy. Đó, hôm nay bán sanitize, rửa tay, xà bông, rửa tay, sát trùng tay. Đó, còn bên này cũng vậy. À, sữa tắm rồi. Ở khu này sữa tắm, xà bông, sát trùng tay rồi. Này kiến, làm kiến. Không biết người đâu luôn. Để đi đạp rồi. Ủa, đâu rồi ta? Không có. Không hình thuốc men nào. Hôm nay khu này khu bán đồ vệ sinh nữ. Cô này khu bán dầu gội đầu. Cô này bán gì gọi là gì à? Chống nắng, dầu gội đầu, dầu xả, vân vân hoặc vân vân. Cái này to gạch này lớn quá, to gạch kia nhỏ hơn, gạch gần nhà mình nhỏ, gạch này lớn. Mà ở đây nó không có mở nhạc. Nên mình nói nhỏ chắc cũng nghe rõ. Đó, cái này là khu này là bán đồ rẻ tiền, bán đồ đi du lịch. Sân thai này đồ, bán đồ để em đồ du lịch. Có cái 99 sen, có cái 8 sen, 89, 87, 80 mấy sen, mấy chục sen gì đó. Cô này khô trang điểm làm mặt, nước cấp trang điểm. Cái này là gì bán gì ta? Chắc là bán đồ để sức để thoa, không biết nữa. Cái này rộng quá. Cái này nó rộng đó. Đó. Có ai ra chưa? Đây bán, ở đây có bán pizza nữa nè, Pizza Hut nè, nó xa quá, thấy chữ Pizza Hut nhỏ nhỏ, đây nó rộng, nó bán đồ thứ, Pizza Hut, khu này tính tiền, khu tính tiền cũng có được
treo bán đủ thứ đồ. Này tủ lạnh để bán nước. Tính tiền. Còn cái này máy, bên này là máy tính tiền tự động. Đó. Các anh nhân viên mặc đồ đỏ. Nhân viên mặc đồ đỏ. Nhân viên này mặc đồ đỏ. Theo cái màu của target, màu target là màu đỏ. Tiền. Anh thu này bán đồ rẻ tiền 3 đồng 5 đồng. 3 đồng tới 5 đồng tới 2 đồng 1 đồng. Này là đi ra đường ra ngoài. Đây là Starbucks. Nãy mua cà phê ở đây. Đó, kế bên là tiệm ăn của toàn kẹt. Khu này là khu tính tiền. Tính tiền tự động. Bên này là có nhân viên tính. Này, tính tiền tự động tự bấm máy, tự ấy, tự ra, tự tính. Giờ là cho tự động hả? Nhiều người ta đợi làm biếng đợi. Tự động lẹ hơn. Sao mà cái cầm giấy mà nó vẫn lạnh. Nước này nó lạnh quá, bỏ nhiều đá. Ủa, đi đâu hết trơn người ta. Nãy giờ đi mấy vòng mà thấy. Đi vòng vô đây coi, coi có gì lạ. À, những cái đồ này là bán đồ rẻ tiền. 3 đồng, 5 đồng. 3 đô, 5 đô, 1 đô cũng có nè. Đồ này là nó quăng ra đây nó bán đồ. À, giá nó quăng ra đây bán. Nón nè, như chuỗi cây nhìn cho con nít nè. Cái này kéo cào. Cái này tưới nước. Đó, rất là nhiều đồ. Này à, cái bút. Bút màu, bút lông. Kiếm chỗ để lên. Bây giờ cầm ấy cái tay hết trơn. Nó cái này áo. Áo quần đồ đi biển. Đồ mùa hè. Đồ mùa hè của con trai. Con trai con gái vậy trời. Bây giờ nó lạnh cái tay quá. Rồi đổi qua bên này đi. Đổi bên nha, đổi bên. Đổi bên, bên này là phải đi. Bên này cầm hơi khó. Nó đục. Tụng vô camera nó khó cầm. Camera đâu. Dễ, nó dễ chạm vô camera nó khó chạm. Cầm bàn tay này khó quá. Cầm tay này luôn. Cầm tay này là phải quay lại mà quay lại. Bây giờ bước lạnh rồi. Ồ, nãy giờ cầm ở trên ngay cái chỗ đá nó lạnh. Phía dưới không có đá nó ít lạnh. Mà nó vẫn lạnh. Đó. Đây là áo quần, khu này áo quần. Ở đây là
target, đây gọi là target. Target là tâm điểm, dịch ra tiếng Việt là tâm điểm. Uống cà phê nè, cà phê vừa vừa đi siêu thị vừa uống cà phê còn gì bằng. Ghiền ghiền cà phê sữa đá, vừa đi vừa nhâm nhi ly cà phê sữa đá. Người đâu hết trơn rồi trời, nãy giờ không gọi vậy trời, đi mấy vòng rồi không thấy đâu. Nên là cái phone nó bị gì, cái phone nó có sóng không ta, cái phone có sóng, có sóng này hay là chưa. Bà nội bà nó hết pin rồi, còn 33% nữa. Ok, 20 mấy phút rồi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã lướt qua kênh của mình, xem video của mình. Nếu ai xem hết video này thì bấm subscribe. Subscribe gọi là gì? Đăng ký kênh của mình nhé. À, chưa đăng ký thì đăng ký kênh giùm mình, kênh kênh mình làm lâu rồi nhưng mà không rảnh để mà quay cho nên chưa thể bật kiếm tiền được. Mong mọi người ủng hộ. Kiếm tiền để có động lực, có động lực làm video clip. Đó, gặp người rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã lướt qua kênh của mình. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video sau.